Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một cỗ máy Giang Ma 6KH650 mã lực nha anh em. Đây là cỗ máy Giang Ma. Máy này máy bãi chứ không phải máy thùng nha anh em ơi. Nhưng mà nhìn rất là mới, rất là keng. Mình sẽ quay cho anh em toàn thể chi tiết của máy. Và máy nào máy đập thùng thì mình sẽ nói là đập thùng, còn máy nào máy đập bãi thì mình sẽ giới thiệu anh em là đập bãi nha anh em. Cho nên anh em xem video của mình cứ nghĩ là máy bãi mình nói máy thùng rồi kia nọ là không phải anh em ơi. Thì ở đây là một cái máy Giang Ma 650 mã lực, nhưng mà máy này là máy đập bãi nhưng mà nhìn rất là ken nha anh em. Mình sẽ quay chi tiết máy cho anh em xem. Đây, động cơ Giang Ma 2 turbo. Máy này theo mình cảm nhận là nó có vẻ như là cái tổng thể của máy có vẻ nó không có nhỏ lắm so với cái máy 830 mã lực mình quay hôm trước. Thấy những cái sợi cáp, những cái đường ống rin của nó là nó được bọc cáp hoàn toàn hết. Còn những cái máy xe như mình đang sử dụng cái máy xe là những cái ống này ống được bấm lại tờ tiền là bấm lại thôi, không có gì. Những cái đầu ống rin của máy nhìn rất là đẹp. Đây, các cái con heo dầu của cái nước sơn rin nó có mòn theo kiểu nước sơn rin này em. Mình sẽ lấy nét cho anh em xem. Đó, nó mòn theo kiểu nước sơn rin chứ nó không có bong chắc. Nước sơn rin nó mòn như thế này này. Mình thấy cái bơm dầu của máy nó đã hỗ trợ mà khi chúng ta dầu nó bị bọng hoặc là chúng ta mới đấu bình dầu vào anh em, thì chúng ta sử dụng cái bơm này nó bơm đỡ đầy cái lọc dầu ở đây rồi nó mới lên ở trên đấy. Cái bơm dầu này mình nó còn cái độ sáng của cái màu kim loại luôn, độ sáng 7 màu á, rất là sáng chói như là màu đồng vậy á. Những cái thông số của máy nó còn rất là rõ. Quay cái thông số của máy cho anh em xem nha. Đây, 6HIS Ether 450 kW, ở dòng tua là 2132 dòng. Này nó có dịch ra mã lực luôn là 612 mã lực. Đây, 450 kW. Còn những cái thông số dưới này là chắc là mã số riêng của máy. Cái cần thép nhớt này nó còn mới cứng luôn, màu hoàng tươi luôn. Mình thích cái mạc máy này cơ. Cái máy này nó làm cái mạc rất là đẹp, xanh lá cây mà rất là sáng. Đây, toàn bộ của mình sẽ quay toàn bộ của máy nha anh em xem. Mình thích cái máy Giang Ma ở một đặc điểm là nhìn nó rất là hầm hố. Ở này hai cái nắp chụp đầu bò của nó khác so với cái máy 800 mã lực, là nó hai một chụp đầu bò của nó là nó chụp một lần ba máy, nó chỉ có hai nắp chụp đầu bò, mỗi nắp chụp nó đều có chữ Giang Ma ở trên đó. Hai nắp chụp 6 máy. Này máy bãi nhưng mà các cái thông số kỹ thuật của máy còn rất là mới. Ở này nó có đồng hồ báo, nó có đồng hồ nhật cớ báo nước. Đây, đồng hồ nhật cớ này như là báo nhiệt độ của máy.
này là nước sơn, này là nước sơn xám nhưng mà xám bóng. Máy này có thể là máy đã được phủ mới lại. Bởi vì không, nước sơn này vẫn là nước sơn rin của máy. Máy này vẫn còn nước sơn rin, nhìn rất là mới. Bởi vì hôm trước mình quay cái máy 800 mã lực á, là nó 830 mã lực thì cái máy của nó màu xám chứ không phải là xanh xám. Máy nó màu xám nhưng mà xám mờ, xám nhám chứ không phải là xám bóng. Ở này ảnh đấu cái lái trợ lực vào thẳng ở trong máy luôn. Đây là cái cục motor bơm nhớt của cái lái trợ lực. Đây mình quay tổng thể cái chiều nằm của cái máy. Máy rất là dài. Cái máy này nó có 612 mã lực thôi nhưng mà cái độ to của nó không có thua kém gì so với cái máy 830 mã lực của mình quay hôm trước. Ở này nó cấu tạo hai turbo. Máy này nó có 612 mã lực nhưng mà nó cấu tạo hai turbo. Đây, ở đây mình thấy hai cái đồng hồ nhiệt cứ đo nhiệt độ của máy. Thì này là nó giống như là cái máy 830 mã lực là nó vẫn có hai cái nhiệt cứ. Ở này là cái khu vực này là cái bô lò xo nhưng mà anh chủ tàu ảnh có đổ lại thành cái bô nóc, cái ống nóc lên luôn. Bởi vì cái bô lò xo mình sử dụng khoảng hơn một năm là nó rụng lò xo. Hôm trước anh chủ của cái máy 830 mã lực khui thùng á, ảnh có nói với mình là cái máy ảnh nó bị hư cái lò xo đó, rồi ảnh thay cái lò xo hết 15 triệu. Vậy là cái nhiệt cớ này là nhiệt cớ báo nhiệt độ nước chứ không phải là báo nhiệt độ máy. Báo nhiệt độ máy là hai cái nhiệt cớ này. Đây ở đây một turbo, ở đây một turbo nữa. Mình thấy có một điều mình đặt câu hỏi là cái máy này nó 612 mã lực nhưng mà nó nhìn nó rất là to, với lại nó lại tới được cấu tạo tới hai turbo. Ở này là có hai cái bồn, này là hai cái bồn, chắc là hai cái bồn lọc nhớt. Hai cái bồn này là mình thay thường xuyên rồi không tính nữa. Này có cái cục đờ của máy này. Đờ của máy. Toàn bộ của máy là vẫn còn nước sơn rin. Rất là mới. Thì hôm bữa có một số bạn vô bình luận là máy bãi mua gần cả tỷ. Thì hôm nay mình sẽ quay, đây là một cái máy bãi mua gần cả tỷ nha anh em. Nó khoảng tầm hơn 700 triệu. Đây mình quay chi tiết của máy, toàn bộ chi tiết của máy cho anh em xem. Cái bình nước của máy giang mê nó đặt ở bên phía đầu máy. Bởi vì mình thường thấy những cái máy xe mà được độ lại á, thì cái bình nước của nó cũng có đặt ra ở sau. Và cái máy thủy đặc biệt một phát là mình nhìn vô là mình biết liền là những cái bộ phận của nó là nó đều có chữ giang mê hết nè. Còn những cái bình C là nó có chữ Skater gì đó. Ở đây rất là nhiều cái kim mương để anh khâu ra các cái hệ thống dây cua rua. Quá trời quá đất. Này cái đường ống của lấy nước đi thẳng qua bên này cái
cái bơm lấy nước nó nằm luôn ở trong máy luôn. Những cái máy xe thì mình phải đổ lại một cái bơm hoài, nó bơm ra lấy nước. Này máy thủy là nó phun bốc hết. Cái điều đặc biệt của cái máy thủy là cái bình nhớt của máy, cái bình tắc kia của máy là nó chịu lực hết hoàn toàn bộ trọng tải của cái máy nha anh em. Cái bầu nhớt của máy đây, em mình quay ở dưới cái bầu nhớt của máy nó nằm ở sâu như thế này. Bầu nhớt của máy nó sẽ chịu lực toàn bộ cái máy nặng hơn 1 tấn, nhưng mà cái bình nhớt nó chịu lực hoàn toàn. Còn những cái máy xe được đổ lại chạy ở dưới biển thì cái bình nhớt của nó mỏng lắm, nó mỏng tăng, lấy tay mình gõ nó vẫn kêu giống như vậy nè. Nhìn thấy cái máy thủy thì thấy thích liền. Anh em nào ở biển là nhìn thấy cái máy thủy là thấy mơ liền. Chạy ba cái máy xe chán lắm. Nó chịu lực, nó chịu nhiệt, nó chịu cái độ bền đường dài, nó không có bằng cái máy thủy. Ở đây mình thấy cái đồ bơm dầu phụ, khi mình mới vào dầu mà dầu nó bị bóng, nó bị bóng không khí á, thì mình sử dụng cái bơm dầu này, mình hỗ trợ cho nó lên dầu. Cái bơm dầu này nó còn sáng chói cái màu của kim loại. Màu của này không có sơn, không phải sơn vàng nha các bạn. Cái màu này màu còn sáng chói của kim loại. Nó vàng ánh luôn, vàng ánh 7 màu luôn. Máy này rất là mới. Đây, những cái thông số của máy nó những cái bảng hiệu của máy nó còn mới hoàn toàn. Máy này là máy bãi nha anh em ơi, máy đập bãi. Có điều đặc biệt là những cái con ốc của máy là mình thấy có cái số 7 hết. Mình không hiểu cái thông số kỹ thuật này, nhưng mà những cái con ốc của máy nó đều số 7. Thông gió lấy ở cục bô vào, đi vào này, đi vào phía bên này. Này có cái nắp tủ cái phần này lại, còn ở bên máy 830 mã lực thì mình không có thấy cái nắp này. Đây mình quay ở xe cho anh em sẽ thấy tổng quát được toàn bộ cái máy Yanmar Extra Turbo. Là có nghĩa đó, những cái máy mà hai turbo này nó hay có cái dòng chữ extra turbo này, là nó thêm một turbo nữa. Cái ống nước xả nó dở sợ luôn. Cái ống này, cái ống phải ống năm mấy, không phải là ống 49 nữa. Ống này phui 50. Đây, ống nước xả của nó là phui 50, dở sợ. Toàn bộ chi tiết của cái máy, cái này là 6kh, nhưng mà nó có nhiều đời nha anh em. Có đời mấy hôm trước mình cũng quay 6kh, nhưng mà nó chỉ có 450 mã lực thôi. Cái này 612 mã lực. Để mình quay lại nó, thông số kỹ thuật của cái máy là 6khs ether. Thông số đầy đủ của máy là 6kHz ether. Bên này là có những cái thông số như này nữa, đây mình không rõ. 6. Máy này rất là mới. Mình không biết là những cái máy đập bãi khác nó có mới như thế này không, nhưng mà mình cảm nhận là cái máy đập bãi mà mới cỡ tầm này là quá mới luôn.
Bên này có những cái thông số cảnh báo. Cảnh báo có bàn tay là không có chạm tay vào khi máy đang hoạt động. Đây, những cái máy thủy của nó là cái dàn chân, cái dàn đớ bắt máy nó vẫn có thông số luôn. Vẫn có thông số nha nè. Cái dàn đớ đỡ bắt vô đè máy nó có thông số đầy đủ luôn. Còn những cái máy xe thì mình bây giờ mình độ chân, mình độ mọi thứ lại thôi, chứ cái đớ xe thì bắt vô máy thì không có. Bắt đớ xe thì hồi nó bắt ở trên xe, nó có bát ở trên xe. Còn bây giờ mình thì mình độ lại hoàn toàn. Này có ốc gì dữ dằn ốc đây trời. Đây cái bình nhớt của máy. Bình nhớt của máy này không biết lần trăm nhớt là mấy canh thì mình không rõ. Những cái tem mạc này rất là mới. Đó, toàn bộ một cái máy đập bãi 6KH 612 mã lực. Máy chỉ có 612 kẻ là mã lực nhưng mà rất là dài. Cái ống bô này của máy chắc cũng phải tầm ống 200-220. Ống này phải 220 hay là 240 gì đó. Toàn bộ các cái hệ thống dây điện của nó là nó đều bọc bằng cáp hết. Đây là hệ thống dây điện riêng của nó lúc lúc mang về luôn, lúc mua từ bãi về thì nó có sẵn các hệ thống dây điện này. Ở này mình sẽ quay tổng quan trong khoang máy luôn cho anh em xem. Ở này có máy này bắt cho tàu cá, đây là tàu cá sử dụng lưới rút nha anh em. Bên này là có cái hộp số của cảo. Hộp số của cảo này được đổ từ cầu của xe tải. Cầu này là cầu thì anh chủ tàu anh có nói với mình là cầu cái cảo này là chịu lực tới 25 tấn. Bên này vẫn được trang bị một cái máy chạy điện của Hàn Quốc 6DW. Có 6DW đời này là 6DHI. Đời này là nó tới 350 mã lực. Thì cái máy này, máy đập bãi 6DHI này thì anh em cũng biết nhiều rồi. Mình quay mở rộng cho anh em xem thôi, cái máy này cũng không có gì đỡ quay hết. Những cái máy trang bị trong cái hầm máy của anh chủ tàu này mình tiện thở quay luôn.